Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Đến hạn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc, và tôi cũng chia sẻ những công việc thường nhật của mình đến với các bạn trên tinh thần vui là chính. Tiếp tục chia sẻ với các bạn mà cách làm bông cho những cái cây kiểng của mình để mình chia Tết các bạn ha. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là cây linh sam. Linh sam nếu mà chơi kiểng, chơi bonsai thì có rất được nhiều người thích, bởi vì cây đầu tiên, tiêu chuẩn của cây là cái dáng đẹp và cái giá bình dân. Thứ hai là dễ trồng. Cái thứ ba nữa, chúng ta có thể chế tác từ những cái loại bonsai cầm tay, bonsai để bàn, và đồng thời có thể chơi những cái dòng cây lớn để chúng ta để trước nhà cũng được. Thì làm bông Tết của nó thì nó cũng giống như những cái loại cây khác. Trước khi các bạn làm bông Tết thì các bạn phải nuôi cây cho nó thật là lực các bạn ha. Trước đó là một tháng là các bạn phải chăm sóc cây cho nó khỏe mạnh rồi, ít nhất là một tháng nha. Chứ không phải là nói gần Tết tôi mới làm, mình những tháng khác không làm. Trước ít nhất là một tháng các bạn nên bón định kỳ cho cây. Thì bón phân cho cây thì các bạn chỉ dùng phân hữu cơ là chính nha. Hữu cơ là chính. Thì dòng hữu cơ thì các bạn có thể dùng phân viên hoặc phân viên của Úc, Hà Lan, của Nhật, của Mỹ, hoặc là các bạn có thể là dùng những cái loại phân mình có tại địa phương của mình. Và đồng thời nếu mà các bạn không thích là phân viên thì các bạn mua cái loại humic hữu cơ á, các bạn tưới nó rất là tốt ha. Khi mà cây mà nó đủ lực tốt rồi thì các bạn muốn làm bông cho nó nở đồng loạt thì các bạn tiến hành xiết nước. Thì cái công đoạn xiết nước của cây á, là mục đích là chúng ta tạm thời chúng ta ngưng cắt nước cho nó. Ngưng cắt nước cho nó thì nó rơi vô cái trạng thái nó ngủ đông, ngủ hè gì đó. Thì bắt đầu cây nó ngủ khi mà cái đầu mà khoảng chừng một tuần sau khi mà các bạn thấy cái lá cây nó chuyển màu, nó vàng rồi, các bạn tiến hành các bạn con tàn rồi, các bạn sẽ kích thích vô cho nó thì bắt đầu nó bừng thức dậy, kiểu như là sau vài ngày nó ngủ mê á, nó mê man bừng thức dậy thì sức sống nó sẽ mạnh liệt hơn, thì lúc đó cây nó sẽ phun bông rất là đẹp ha. Thì cái thời gian mà để cho cái cây linh sam nó nở bông đúng vào một cái dịp mình mong muốn thì nó dao động cái tầm khoảng chừng từ 3 tuần các bạn, thường thường từ 20 ngày cho đến 30 ngày cái tầm đó thôi. Bởi vì tôi không có thể nào mà tôi cho các bạn công bố được một con số mà chính thức cái ngày đẹp nhất của nó, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái yếu tố thiên nhiên. Ví dụ như các bạn trồng ở miền Trung mà ngay cái đợt rét thì các bạn kết bông của nó thì nó kéo dài, nó chậm chút. Còn nếu mà ở trong Sài Gòn thì cái tầm khoảng chừng 20 ngày là nó sẽ ra bông như thế này. Các bạn bên tay phải của tôi là một cái cây linh sam màu hồng. Đây là một cái giống cây thì nó cũng rất nhiều bạn yêu thích. Thì bởi vì tuy rằng cái màu hồng các bạn ha, màu hồng thì nó nhìn nó không có rực rỡ cũng như là cái màu tím truyền thống. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, cái gì mới lạ thì sẽ được ưa chuộng hơn. Và đồng thời cái cây màu hồng nó có một cái hương thơm nó rất là ngào ngạt. Đây là cây này, cây màu tím. Cái giống này thì nó có lâu đời, còn cái giống màu hồng thì nó mới có mấy năm gần đây thôi. Mà hiện tại bây giờ nếu mà linh sam màu hồng thì cái số lượng nó cũng không được nhiều cho lắm, chỉ có màu tím là nhiều nhất. Thơm không? Tôi thấy cái nọng thơm chứ không ơi. Thơm lắm bạn. Nè các bạn ha. Thì khi mà các bạn đã xiết nước cho cây rồi thì chúng ta tiến hành chúng ta con tàn ha. Các bạn cứ cắt ngọn ha, các bạn con cho nó ngắn lại, và đồng thời các bạn hái hết lá ha. Bởi vì cây này tại vì tôi xiết nước cũng chưa có tới, nếu mà các bạn mà xiết nước mà tới rồi thì cái lá cây nó vàng, chỉ cần các bạn gõ cái là nó rụng nó rớt hết à, nó không cần thiết phải chúng ta hái. Như cây này các bạn, thì cái linh sam các bạn nó có nhiều giống lắm. Rồi cái tầm khoảng 20 ngày, 21 ngày cho dễ nhớ. Mấy ông thì con số 21 là ông nào cũng nhớ, thành ra khó quên được con số 21, thành ra tôi lấy cục mốc là 21 đi để cho các bạn dễ nhớ các bạn ha. Đây rồi con tàn, chúng ta con tàn thì cái thời gian mà xiết nước đó các bạn, nó xiết nước mau hay là chậm, còn nó còn tùy thuộc theo cái cây của mình. Ví dụ như cái cây của các bạn trồng ở cho cái đất của nó, cái bầu đất nó quá lớn thì cái nước trước đó mình chăm sóc cây thì cái nước nó chứa trong chậu nó nhiều, thành ra cái quy trình xiết nước nó hơi chậm. Nói chung là các bạn chỉ ngưng tưới nước cho nó trong vòng khoảng một tuần lễ là tôi thấy là cũng tuần lễ là cũng tạm ổn rồi đó các bạn. Tuần lễ là được rồi ha. Khi mà lá nó ngả màu nó dần vàng rồi, chúng ta tiến hành chúng ta con tàn.
các bạn không nên, khi mà tôi thì tôi xiết nước á, nếu mà có điều kiện thì những cây nhỏ nhỏ như thế này thì các bạn nên để vô trong mát. Tôi thì để vô mát, thành ra thời gian xiết nước tôi rất là lâu, có thể là 7 ngày, 8 ngày, khi cả tuần á, có khi cả 10 ngày các bạn. Còn nếu mà các bạn để ngoài nắng thì có những cây nó lớn quá, xiết nước thì bắt buộc chúng ta phải xiết nước ở ngoài nắng. Thì khi mà nắng mà mất nước đột ngột các bạn, cái lá cây nó dễ bị cháy. Nếu nó làm như vậy thì cây mình nó mất sức lắm ha. Thành ra khi mà các bạn mà cắt nước cho cây thì các bạn chú ý theo dõi cây ha. Chúng ta không nên xiết nước mà lâu quá. Rồi tôi nhắc lại các bạn một lần nữa là cái thời gian mà làm bông cho cái cây linh sam là nó là 20 ngày, nó dao động từ 3 đến 4 tuần trong thời gian đó thôi ha. Đây các bạn, linh sam thì nó có nhiều loại lắm các bạn. Bên đây là cây linh sam này, cái dòng siêu bông cái dòng lá trung, còn cái dòng này cái dòng 86, còn 86 còn nó có cái loại cái dòng nhỏ hơn là cái dòng linh sam hạt gạo nữa. Chơi cái này thú vị lắm các bạn. Hầu như là nó có bông quanh năm. Tôi thì không thường cái dòng linh sam này các bạn, tôi để cho nó nở tự nhiên thôi, chứ tôi cũng không có ít khi nào mà tôi làm bông cho nó lắm, bởi vì nó rất là dễ nở. Hầu như là tôi thấy mỗi một đợt ra bông như thế này, khi mà nó nở xong á thì tôi lại con tàn xong bắt đầu tôi cho ăn phân vô, là bắt đầu khoảng chừng 3-4 tuần sau, chậm lắm lặng tháng sau nó lại bung cái đợt bông mới. Thì mỗi một đợt ra bông, nó hôm nay là cây này nè, hôm nay là nó ra bông là ngày thứ nhất á. Nếu mà nó ra bông hết cái đợt này nó tàn á, thì nó kéo dài đến cũng cái tầm khoảng từ 4 đến 5 ngày các bạn ha. Khi mà các bạn thấy mà cây của các bạn á, nó vừa nhú cái mầm bông á, khi mà các bạn xiết nước, nãy tôi quên chia sẻ với các bạn. Các bạn xiết nước cây xong rồi, các bạn tiến hành các bạn con tàn bằng hái lá thì các bạn cho nó một chút NPK là 20-20-15, hoặc là nếu mà không có 20-20-15 thì các bạn có thể cho nó một cái loại phân NPK tương đương, cái loại ba chỉ số bằng nhau cũng được ha. Các bạn cho nó ít thôi nha, đừng cho nhiều nha. Dưới một cái cây này thì nếu mà ngâm nước thì các bạn dùng 20g, các bạn ngâm trong 10 lít nước, các bạn tưới cho nó một lần là đủ rồi. Còn nếu mà bón khô thì dưới cái cây này tôi bón cái tầm nó khoảng chừng 5g thôi các bạn, một chút thôi, 5g thôi, vài viên thôi, tôi không có bỏ nhiều đâu. Như thế này là đủ rồi các bạn. Đó, như thế này rồi, rất nhẹ dưới gốc thôi. Bởi vì cái dòng phân hóa học này các bạn mà bón nhiều á nó chết cây á. Tôi thì tôi thích cho nó tan chậm, nó từ từ nó tan. Rồi như vậy là được rồi. Còn khi mà các bạn muốn cho mà cái bông của nó mà nó màu sắc nó đậm đà, nó đẹp hơn nữa, thì khi mà cây bắt đầu mà nó bung cái nụ ra thì các bạn cho nó một chút kali. Khi mà kali nó vô nó sẽ làm cho cái màu sắc của cây nó đậm đà, và đồng thời cái cây nó lâu tàn hơn. Này nè, dưới một cây này, cây bên đây tôi cho nó khoảng chừng 10g kali là đủ rồi. Đó, rắc vô gốc vậy đó bạn. Rồi tôi cũng dùng cái cách cái phương pháp là tôi cho nó tan chậm thôi. Đó, như vậy đó các bạn ha, rất là đơn giản luôn nè. Đó, giờ một chút nữa mà hái hết lá cây này cũng là xong rồi, để cho nó nở ha. Các bạn thấy đẹp không? Cây này nó có một cái thế này, là cái dáng này gọi là cái dáng trực huyền, một nhánh huyền, một nhánh trực. Thì ép cây thì ép cây nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà các bạn mà chơi mà cái dòng cây mà để bàn đó, thì các bạn chơi cái loại linh sam 86 này, cái dòng này nó rất là xuyên bông. Và cái đồng thời là cái phum cây của các bạn nó không có linh hỗn, nó không có dương tược nhiều nhanh, cũng như là những cái dòng linh sam lá trung lá lớn này. Cái dòng linh sam lá trung lá lớn này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn chơi cái tầm bonsai, cái tầm trung, hoặc là các bạn chơi những cái tầm lớn, cái tầm cây khoảng 1,5 m cũng được. Cây rất là đẹp nha các bạn. Một cái giống này tôi sưu tầm cái giống này được là hôm là trước mùa dịch đó. Trước dịch là lúc đó nó còn rất là khan hiếm. Tôi sưu tầm, tôi trồng tôi cũng có được cái cây như thế này. Đây là cây thế hệ thứ hai tôi chiết nhánh á. Cái dòng linh sam này các bạn nhân giống thì cái dòng lá lớn á, cái dòng này nó thường rụng hộp nó lên đó các bạn. Cái dòng linh sam mà siêu bông song hình á, cái dòng này nó thường có bông có trái, xong nó rụng hạt nó lên xung quanh gốc, chúng ta nhổ cái con lên chúng ta trồng.
Còn các bạn muốn nhân giống mà cho nó ngâu á, thì các bạn có thể dùng phương pháp các bạn chiết cành. Có những người dâm cành cũng sống á, nhưng mà tỷ lệ thành công không có cao. Các bạn chiết cành thì hầu như là tỷ lệ thành công 100% nếu chúng ta dùng cái phương pháp mà chúng ta chiết cành ha. Các bạn chiết cành các bạn trồng thôi cũng rất là dễ các bạn. Cây này rất là đáng yêu. Nói chung là một cái dòng cây đáng để mà chúng ta chơi, và đồng thời chúng ta cho nó nở hoa vào những cái dịp dịp lễ lộc hay tết sinh nhật gì đó, để mình biếu bạn mình để làm quà chơi cho vui hắn các bạn. Rất là đơn giản, rất là dễ chơi. Linh Sam đấy. Đấy. Rồi như vậy thôi, hôm nay chia sẻ với các bạn để nhắc nhở thôi. Hình như mấy năm trước tôi cũng làm clip tôi chia sẻ rồi. Bây giờ khi mà Tết đến tôi cũng tiếp tục để làm clip lần nữa để tôi nhắc nhở với các bạn. Nhiều lúc các bạn vào kênh xem thì thấy có những cái video nó trùng nhau á. Nó trùng nhau là do là mỗi một năm tôi cũng năm nào tôi cũng làm tôi nhắc nhở các bạn. Và đồng thời là mỗi một năm khi mà tôi đã rút tỉa được cái kinh nghiệm rồi á, thì tôi sẽ chia sẻ thêm vô để cho các bạn nào mà không có điều kiện để mà theo dõi nó, theo dõi thường xuyên, thì các bạn xem clip thì các bạn sẽ tiến hành, các bạn sẽ làm cho cái cây mình nó được hiệu quả hơn, nó được như ý hơn các bạn ha. Rồi đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem mấy clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp, nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.